Mở bát này ví thần tài, HD Bank báo lãi khủng cao nhất từ trước tới nay. Ngân hàng HD Bank báo lãi năm 2022 vượt 10.200 tỷ đồng, với tổng tài sản lần đầu vượt 416.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,3%, an toàn vốn, thanh khoản thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu, mảng tài chính tiêu dùng tại công ty con HD Sai Son tăng trưởng mạnh mẽ, giữ vững ngôi vị số 1 cho vay mua xe máy. Dự kiến năm 2023, HD Bank được ưu tiên nới room ngoại lên 49% trong năm nay do được lựa chọn tham gia đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng. Theo các chuyên gia, đầu tư cổ phiếu ngành ngân hàng đang có định giá hấp dẫn. Đối với HD Bank, mức PB hiện tại chỉ 1,22 lần và PE chỉ 6.0 lần, rất tốt để đầu tư và nắm giữ dài hạn, nhất là khi HD Bank chưa tăng nhiều trong khi cổ phiếu một số ngân hàng khác đã vượt đỉnh ngắn hạn.